Xin chào mọi người, lại là mình Mỹ Linh Baby Family đây. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái món ăn sáng mà bình thường mình hay ăn hàng ngày nhé. Là món sinh tố yến mạch hoa quả. Đầu tiên mình sẽ có các loại hoa quả mình thích, ví dụ như chuối, thanh long và bơ này. Sau đó thì sẽ dùng một hộp sữa tươi không đường. Đây là hạt chia này thì mình sẽ không cần ngâm, mình sẽ cho vào xay luôn. Đây là bột yến mạch đã được xay sẵn. Mình sẽ đun nước sôi để nấu chín phần yến mạch nhé. Nước thật là sôi và chúng ta sẽ cho 2 thìa yến mạch vào cốc. Sau đó mình sẽ dùng thìa để quấy làm sao cho phần yến mạch này nó chín và không bị vón cục nhé. Tiếp theo mình sẽ đổ yến mạch vào máy xay cùng với chuối này, thanh long này và thi thoảng mình sẽ có cả quả bơ nữa. Sau đó mình sẽ cho sữa vào nhé, hộp sữa này mình đang dùng dở, hộp sữa của con buổi sáng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào máy xay và xay lên thôi, cùng với một chút đá nữa thì sẽ ngon hơn đấy. À mình quên mất, mình sẽ cho một chút hạt chia vào nữa nhé. Loại hạt này thì có nhiều omega 3 nên là ăn rất là tốt đấy. Cho thêm một chút đá nữa và sau đó chúng ta sẽ mang đi xay nhé. Xay lâu một chút để cho cái phần bơ và hoa quả nó nhuyễn ra nha. Thế là xong rồi đấy, mỗi buổi sáng mình chỉ mất 3 phút cho một bữa sáng eat clean, thật là tốt cho sức khỏe đấy. Bình thường nếu mà có bơ nữa thì cái màu sinh tố nó sẽ đẹp hơn, và hoặc là mình sẽ thay bằng thanh long đỏ thì màu sinh tố nó sẽ hồng hồng rất là đẹp. Mình đã duy trì chế độ ăn này trong vòng gần 1 năm rồi, bởi vì mình cũng đã sinh 3 con rồi ấy, nên phải chú ý làm sao cho việc ăn uống đảm bảo sức khỏe. Các bạn có thể tham khảo món ăn này nhé. Bye bye.